phản tặc bao dây tàn sát, thần thiếp cũng không đi. Bởi vì hoàng thượng vẫn còn trên thuyền, bây giờ người quay sang nghi ngờ thần thiếp. Lập tức lên thuyền rời khỏi. Hoàng hậu nương nương, không có hoàng thượng, bổn cung sẽ không đi đâu hết. Hoàng hậu nương nương, nguy hiểm lắm. Hoàng hậu nương nương. Hoàng thượng, thần thiếp cùng người bên nhau đã hơn 10 năm, cho dù tất cả người trong thiên hạ có hại người, thần thiếp cũng không thể hại người được. Ai từng giác La Hoàng Linh, thiếp luôn coi người là phu quân duy nhất của đời mình, yêu người, kính người, nguyện hiến dâng cuộc đời này cho người. Bây giờ thần thiếp hỏi người một câu, khi thời điểm thuyền ngữ gặp nạn, có lúc nào hoàng thượng nghĩ tới thần thiếp hay không? Có hay không? Người hãy nhìn thần thiếp đi, đầu tóc thì rối loạn, dung nhan cũng nhạt nhòa. Còn cả tay của thiếp nữa, thiếp muốn xông vào đám lửa để cứu phu quân, cứu hoàng thượng của thiếp. Không sợ vết bỏng trên tay mình sẽ lưu lại vết sẹo này? Hoàng thượng, hoàng thượng ở trong đó. Lửa đang tràn ra khắp các khoang phòng, con thuyền này phút chốc sẽ thành tro tàn thôi. Đừng, hoàng thượng ở trong đó. Ta nữ hoàng thượng ở trong đó, người là huynh đệ ruột của người, phải cứu người. Hoàng hậu à, một khi lửa lan ra thì toàn bộ thuyền sẽ bị cháy rồi. Hoàng hậu, người nhất định phải lo cho đại cục, lo cho tính mạng của những người ở trên thuyền. Tránh ra đi. Thiếp không hề cảm thấy đau, một chút cũng không thấy đau đớn, vì người đang gặp nguy hiểm thì phải đi cứu người. Thiếp sợ thiếp không cứu được người thì thiếp sẽ chết cùng với người. Nhưng mà nữ nhân này, rõ ràng hoàng thượng biết nguy hiểm nhưng vẫn phải cấm quân bên mình đi bảo vệ cô ta. Cô ta đã làm gì cho người? Không có, trước giờ không hề có. Nguyễn Anh Lạc trước giờ chưa từng yêu hoàng thượng, cô ta chỉ yêu bản thân. Cô ta chỉ đạt được mục đích mà lợi dụng người biết bao nhiêu lần. Người yêu hoàng thượng thì người không trân trọng, người không yêu thì coi như bảo bối. Hoàng Linh, người ta khổ đồ. Không phải ta mới là kẻ ngốc, ta ngu ngốc nhất thiên hạ, nữ nhân ngu ngốc nhất.